Xin chào mọi người. Rất vui vì hôm nay mình quay lại công việc làm vườn. Và hôm qua thì mình đã phun thuốc sâu rầy, diệt trừ sâu rầy ở trong cái vườn nhà mình cho những cây sầu riêng, như mình đã quay và chia sẻ cho mọi người. Thì theo như bản chất của vấn đề là mình sẽ tạm ngưng cái công việc làm cành, cắt tỉa cành trong 1-2 ngày tới để cách ly với thuốc để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Và hôm nay thì thay vào đó mình sẽ tiến hành là xử lý cái công việc trước mắt là sẽ hạ cành cây bơ này. Cây bơ này là loại bơ bút. Ngày xưa ở vườn nhà mình thì trồng rất là nhiều bơ bút, nhưng mà sau đó thì bơ bút là không mang lại giá trị kinh tế cao, vậy cho nên là mình đã loại bỏ gần hết rồi để mà thay vào đó là sầu riêng. Chỉ còn 1-2 cây. Ở đây là một cây ngay chỗ cái thùng nước này, thùng nước phun thuốc này, và ở đằng kia một cây nữa. Còn cây này thì mình đang để tự nhiên, là không có chăm sóc nó gì cả, cứ để cho nó tự mọc thôi. Mình chỉ bón phân cho những cái cây sầu riêng bên cạnh. Nhưng mà cây bơ này nó mọc rất là tốt, phát triển rất là tốt, và năm nào nó cũng xanh tươi tùm hết. Thực tế ra thì cũng cắt mỗi năm á, mỗi năm là mình tức là cách đây 2 năm trước là mình đã cắt một lần rồi, và tới thời điểm này thì nó lại tùm xung xuê như vậy đó. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình rọc bỏ toàn bộ tất cả các cành xuống để cho cái không gian ở vị trí này nó thông thoáng, nó tạo điều kiện cho những cái cây sầu riêng của mình ở bên cạnh nó phát triển. Còn để xung xuê tùm như thế này thì nó sẽ lấy chất dinh dưỡng của các cái cây sầu riêng bên cạnh, đồng thời nó cũng che tán, che nắng của các cây, các cành sầu riêng đi, và nó sẽ kiềm chế sự phát triển của các cây sầu riêng này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xử lý nó, và đồng thời là mình sẽ xử lý cái đống bao bì phân thuốc ở chỗ này để làm sao cho nó gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo được cái sức khỏe của mình, đảm bảo được cái môi trường sạch và thông thoáng. Ok, mình sẽ tiến hành bắt tay vào việc nha.
mình sẽ cắt nguyên cái cành to này luôn cả nhà. Khi làm ở trên cao thì mình sẽ dùng cái bộ đai an toàn lao động này để cho nó đảm bảo. Bộ đai này mình mua ở ngoài chợ 200 ngàn một bộ, chắc lắm mọi người, rất là cứng. Bây giờ mình sẽ xả cái cành này, dự trù xem được là khi mà nó rớt xuống thì nó có vướng vào người mình hay không. Đấy, mình phải né né ra một tí. Này, dự đoán cái hướng rớt xuống của nó như thế nào, đảm bảo nó không vướng vào người của mình thì mình sẽ cắt nó. Cắt luôn. Rồi, cho rớt từ từ thôi. Cho rớt từ từ thôi. À, nó neo lên một tí xíu, chắc là mình phải dùng chân mình đẩy nó xuống. Đẩy nhẹ nhẹ từ từ. Không, mình sẽ dùng tay đi. Để mình điều hướng nó. Điều hướng cái cành này. Chứ khéo nó để rớt vô cái thùng nước. Đó. Đó. Cho nó ra ngoài này. Đó. Chắc chắn đảm bảo tí. Rồi giờ mình sẽ xử lý mấy cành nhỏ ở đây. Từng cành nhỏ một thôi. Mình cắt những cái cành nhỏ ở trên này xong hết nè. Thì tiếp theo là còn lại cái phần thân lớn ở phía dưới này. Mình sẽ dùng cưa lốc, mình cưa từ từ và cưa cho nó sát xuống dưới gần cái thùng nước đó luôn. Cho nó càng kia. Rồi, đây cái này. À, cái này là nhỏ thôi. Nhỏ mình cứ ở đây đi. Đó. Từ từ xuống. À, còn một cái trái bơ ở đằng kia kìa. Còn một trái. Rớt xuống.
cách đây khoảng chừng 5 năm trước thì có một năm nào đó mình nhớ không có rõ lắm. Lúc đó là mình đang còn ở Sài Gòn, mình không có làm vườn ở đây. Thì mình nhớ là có một năm nào đó giá bơ bút này rất là cao, tận 90.000 đến 100.000 một ký, thậm chí có lúc là tới 120.000 một ký. Có rất là nhiều nhà họ đua nhau đi trồng bơ bút. Và tại thời điểm đó thì cây giống bơ bút nữa là bán rất là chạy. Tuy nhiên thì những cái năm sau đó là giá bơ bút tự nhiên giảm hẳn. Và cái giá trị kinh tế dường như là không còn nữa. Bên cạnh đó thì cái việc chăm bơ bút này nó cũng đòi hỏi các cái kỹ thuật chăm riêng biệt, cũng có thể là giống như là cách chăm của sầu riêng vậy đó. Thì để làm được trái nhiều và trái đẹp, không bị bệnh, không bị sâu, không bị nấm ở trên trái, thì cũng cần tập trung xử lý kỹ thuật trong từng cái giai đoạn của nó, xử lý kỹ thuật đúng đủ trong từng cái giai đoạn. Giống như sầu riêng thì khi đó nó mới cho một cái năng suất tốt được. Theo mình nghĩ là nó là như vậy. Còn nếu mà để tự nhiên nó phát triển mà không tác động kỹ thuật vào nhiều, vào sâu, theo một cái chiều sâu, thì chất lượng và năng suất của cây bơ là không có. Vậy cho nên rất nhiều nhà trước đây đã trồng bơ bút và sau này họ phá bơ bút đi, đi trồng lại sầu riêng. Và điển hình là cái vườn ở nhà mình đây. Cây này là cây còn sót lại thôi mọi người ạ. Mục đích là mình muốn giữ cho cái thùng nước ở phía dưới này nó luôn luôn mát mẻ và không bị ánh nắng chiếu vào nhiều, dễ làm hư cái bồn nước ở dưới đó. Tuy nhiên thì mình thấy cái việc đó nó cũng không có tốt lắm, nó cái lợi bất cập hại, cho nên là mình sẽ phải phá bỏ cái cây bơ này đi. Và mình sẽ làm một cái mái che cho cái thùng nước ở dưới đó, che nắng che mưa cho nó, là một mái che riêng. Ấy thì chà, ngay của cái dây điện đó là cái dây điện chạy ra ngoài, phục vụ cho cái máy phun thuốc của mình ở ngoài này. Nếu không cẩn thận thì cái dây điện nó sẽ bị giăng đứt mất. Thôi không sao, mình sẽ né né nó vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ phải leo ra ngoài một tí xíu. Thực tế ra là mình có một cái cưa mà cán nó khá dài, khoảng chừng 2 mét. Mình nối cái đầu cưa đó, đứng ở trong này mình có thể cắt được những cái cành nhỏ ở bên ngoài, không cần phải leo ra. Nhưng mà cái cưa đó thì em mình nó đã lấy đi làm ở bên chỗ vườn sầu riêng của nhà nó rồi. Cho nên là mình phải dùng tạm bằng cái cưa này, mình chịu khó cẩn thận một tí xíu. Chứ leo ra đây, và tốt nhất là mình phải dằn cái dây đai này vào, và thân cây để cho nó chắc ăn. Xung quanh này
Xung quanh cái vườn của mình thì đều trồng sầu riêng rất là nhiều bạn nhé. Hầu như toàn bộ là sầu riêng thôi. Vùng này là vùng trọng điểm của sầu riêng. Có thể nói không quá nó là thủ phủ của sầu riêng của cả nước. Ngày xưa thì nó là vùng miền Tây. Nhưng mà ngày nay thì có thể nói là vùng Tây Nguyên nó riêng và Krông Bắc Đắk Lắk là tại cái vùng này đây. Nó riêng hơn nữa thì vùng Krông Bắc Đắk Lắk này nó sẽ trở thành thủ phủ sầu riêng của cả nước. Hiện giờ nó đã trở thành thủ phủ sầu riêng của cả nước rồi. Sầu riêng ở vùng này rất là ngon, rất nổi tiếng. Và các cấp quản lý ở huyện, ở tỉnh, các cấp lãnh đạo nhà nước thì cũng có hướng là phát triển cái thương hiệu sầu riêng Krông Bắc đi ra ngoài thế giới, đăng ký bản quyền thương hiệu sầu riêng Krông Bắc. Tình hình cụ thể như thế nào thì mình chưa nắm rõ lắm, mình chỉ biết thông tin sơ sơ là như thế thôi. Có lẽ là mình sẽ phải cắt nhỏ từng cành một của cái cành ở trên này, bởi vì nếu mà các người hạn một cái cành lớn thì nó sẽ rớt xuống đụng đường dây điện, và khả năng đứt đường dây điện đó là rất là cao. Vậy cho nên là phải chịu khó cắt từng cành nhỏ thôi. Đằng nào cũng phải khi mà xuống dưới đó thì cũng phải chia nhỏ cành nó ra để mà dọn dẹp. Thôi mình sẽ cắt ngang đây vậy. Cũng khá mệt đấy cả nhà. Ê, ê. Ôi chà, may quá. Có vẻ như đường điện nó căng rồi. Tốt nhất là mình sẽ đi xuống và mình kéo lại cái đường điện đó. Vào đây. Làm trên cao như thế này thì không thể vội được. Giống như là Hà Nội không vội được đâu.
tiếp tục. Mình sẽ cắt nốt cái cành ở phía trên kia. Để cắt xong cây bơ này cũng có lẽ là mất cả một buổi đó, mất cả nửa ngày đó. Có cái cưa gậy dài kia thì công việc nó sẽ nhanh hơn. Ơi chết rồi, lại nữa rồi. Không thể kiểm soát được cái cành này nó rơi rớt như thế nào. Nó lại vướng vào cái dây điện này. Đây, những cái cành này thì có lẽ cũng không sao đâu. Này có lẽ không sao đâu. Rọc bỏ từng cành nhỏ một đi. Mình sẽ cắt nó ngang đây luôn đi. Khi mà nó rớt xuống thì nó rớt qua bên này. Nó rớt qua bên này. Chỗ trống đó. Nó sẽ không vào được cái dây điện đâu. Ôi đúng rồi, may quá. Ok, vậy là xong cái cành này. Rồi, giờ mình sẽ tháo cái dây đài ra để mình đi qua cái cành khác. Khá mệt á, leo trèo khá mệt. Có lẽ là phải nghỉ một tí đã. Không cần phải vội. Vườn sầu riêng của nhà mình. Đằng kia là cái nhà mình ở đằng đấy. Đằng này là cái nhà kho. Vườn nhà mình rộng 1.200 m², tức là 1 hectare 2 á.
Hiện tại thì tổng số cây sầu riêng ở trong vườn của nhà mình khoảng chừng gần 300 cây, cả lớn cả nhỏ. Mình trồng cũng khá dày á, và cũng không có theo cái hàng lối gì cả, bởi vì trồng từ ngày xưa trồng sen vào cà phê. Cũng không có định hình về hàng lối trước, vậy cho nên là tới lúc này thì cây cối nó khá lung tung.
khi đốt cành cây tươi thì nếu mình biết cách đốt thì mình sẽ kiểm soát được cái ngọn lửa. Nó sẽ cháy từ từ. Ở phía dưới là mình cho nhiều cái loại dễ cháy lên. Mình tạo một cái không gian ở phía trên, một cái lỗ hổng ở trong đó và một cái cành cây bự. Rồi sau đó là mình sẽ cho những cái cành nhỏ lên trên để nó cháy từ từ. Mình sẽ kiểm soát được cái ngọn lửa và nó sẽ không bùng lên một cách quá lớn. Nếu như mà so với cái việc mà mình đốt những cái cành cây khô, những cái lá khô. Mặc dù đốt cành cây tươi này nó chậm, nó cũng tương đối khó hơn một tí xíu, nhưng mà nó sẽ chắc. Mình sẽ kiểm soát được cái ngọn lửa, nó không ảnh hưởng đến những cái cây sầu riêng ở xung quanh. Còn đối với cái cây này là cây cây riềng, nó phát triển rất là nhanh và rất là rậm rạp, và cho nên là mình sẽ có ý định là mình loại bỏ nó đi bằng cách là mình đốt ở trong gốc của nó. Mình đốt vậy thôi chứ phía trên nó cháy, nhưng mà một thời gian sau thì các cái hệ củ ở phía dưới nó lại mọc lên cây con mới các bạn. Cây riềng đó rất là khó chết. Mình đã loại bỏ nó đi vài lần rồi, nhưng mà nó vẫn không thể chết được. Chính vì trong vườn của mình khá chật chội, cho nên là mình sẽ không có cái không gian để mà tẩu tán hoặc là gầy đống đối với cái mớ hỗn độn này. Nó rất là nhiều, cho nên là mình sẽ phải chịu khó đốt ngay và luôn. Mặc dù nó khá lâu, nhưng mà tới đâu nó gọn tới đó.